Tôi xin kính chúc quý vị khán giả và các bạn một Halloween vui vẻ. Hôm nay con và các bạn nhóm mốt của câu lạc bộ tình nghệ sĩ xin kể chuyện cô bé đi lạc trong xưởng búp bê qua bài múa búp bê không tình yêu. Con xin mời quý vị thưởng thức. Xin cảm ơn chàng pháo tay của quý vị dành cho các em thiếu nhi trong câu lạc bộ tình nghệ sĩ. Tiết mục rất là dễ thương, phải không thưa quý vị? Búp bê không tình yêu. Chắc là quý vị nghe cái phần giới thiệu của bé Thảo My khi mà bé nhặt được một cái thần như vậy, một cái đàn thần thì đụng vào những cái búp bê thì sẽ biến thành những hình người, thì là một câu chuyện rất là vui, cũng như là trong cái mùa lễ Halloween các em cố gắng mang đến. Và chúng tôi cũng cảm ơn các thầy cô giáo. Tiết mục vừa rồi cũng được dàn dựng bởi chị cô Băng Tâm, cũng như là cảm ơn cô Quyên Trần, cô Lisa, cũng như là cô Thùy Châu, những cô giáo luôn luôn tận tụy kiên nhẫn để hướng dẫn các em trong những cái tiết mục như vậy. Một lần nữa mong quý vị, nếu có các phụ huynh, các con em muốn khuyến khích các em học tiếng Việt, hiểu thêm
thêm về văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam có thể tham gia vào những chương trình đào tạo và phát triển tài năng trẻ của câu lạc bộ tình nghệ sĩ, cũng như là tham dự chương trình Em học nhạc Việt, một cách các em học tiếng Việt qua âm nhạc. Đây là một chương trình mà chúng tôi qua hệ thống của đài Little Saigon TV hàng tuần. Nếu quý vị đón xem trên chương trình của đài, đến đây thì tiết mục kế tiếp thì chúng ta thấy có cậu bé ở đây, Ben. Bữa nay là con trong hóa trang, cái trở thành hóa trang gì đây? Con trở thành hóa trang là một cowboy. Xin kính chào quý khán thính giả, con tên là Thế Ben, con đến từ thiếu nhi câu lạc bộ tình nghệ sĩ. Và để tiếp theo chương trình với nhạc phẩm được mang tên Ngày Đá Đơm Bông, tác giả Hoàng Thi Thơ, qua phần trình diễn của bạn Kaylin đến từ thiếu nhi câu lạc bộ tình nghệ sĩ. Sâu vườn theo gió đông đưa.
đi.